Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay: việc chấp nhận Bitcoin ở Vương quốc Anh chưa thể thực hiện. Danny Scott, giám đốc điều hành của CoinCorner cho biết, nhiều người Anh hiện đang có những vấn đề lớn hơn cần giải quyết khi lãi suất, thanh toán thế chấp và hóa đơn năng lượng ngày càng tăng. Các lượt đăng ký tại sàn giao dịch tiền điện tử của Anh đã chậm lại do thị trường gấu kéo dài trong năm nay. Danny Scott nhận định rằng thị trường có thể đã chạm đáy và sẽ bắt đầu tăng trở lại. Danny kết luận bằng cách nói rằng nhiệm vụ áp dụng hàng loạt cần phải được xem xét trong một khung thời gian dài hơn nhiều, từ 5 đến 10 năm trước khi kết quả có ý nghĩa. Thông tin tiếp theo: nhìn lại thử nghiệm Bitcoin của El Salvador, mất 60 triệu đô la trên giấy tờ, chi 375 triệu đô la cho đến nay. Vào ngày luật Bitcoin có hiệu lực, Tổng thống Nayib Bukele của El Salvador tiết lộ rằng đất nước đã bắt đầu bổ sung Bitcoin vào kho bạc của chính phủ. Kể từ đó, giá của tiền điện tử đã giảm hơn 60% do lãi suất tăng và các dự án thất bại và phá sản trong ngành. Chính phủ phải chịu khoản thua lỗ trên giấy tờ đối với Bitcoin khoảng 60 triệu đô la. Toàn bộ cuộc thử nghiệm và tất cả các chi phí liên quan khiến chính phủ mất khoảng 375 triệu đô la. Đây là một con số không quá lớn khi xem xét thực tế rằng El Salvador có 7,7 tỷ đô la trái phiếu đang lưu hành. Mặc dù thất bại trong việc đầu tư, nhưng canh bạc Bitcoin lớn của El Salvador đã thành công về mặt thu hút khách du lịch bằng Bitcoin. Theo ước tính chính thức của chính phủ, ngành du lịch đã tăng 30% kể từ khi luật Bitcoin có hiệu lực. Bộ trưởng du lịch nước này cũng lưu ý rằng 60% khách du lịch hiện nay đến từ Mỹ. Tổng thống Nayib Bukele cũng đã công bố kế hoạch xây dựng thành phố Bitcoin vào tháng 11 ở đông nam El Salvador. Thành phố được tài trợ bởi Bitcoin sẽ cung cấp các khoản giảm thuế và năng lượng địa nhiệt từ ngọn núi lửa, hỗ trợ cho những người khai thác Bitcoin. Nhưng hiện tại, dự án thành phố Bitcoin đang tạm dừng hoạt động, cũng như việc bán trái phiếu Bitcoin trị giá 1 tỷ đô la vì điều kiện thị trường không thuận lợi. Và thông tin cuối cùng, người Nga vẫn có thể mua bán tiền điện tử bất chấp các lệnh trừng phạt mới nhất của Liên minh châu Âu. EU đã thông qua một loạt các biện pháp trừng phạt vào tuần trước nhằm mục đích tác động hơn vào chính phủ, nền kinh tế và thương mại của Nga. Cùng với các biện pháp khác, gói hạn chế thứ 8 của EU đã cấm cung cấp tất cả các dịch vụ ví tiền điện tử, tài khoản hoặc dịch vụ lưu ký cho các cư dân của Nga, trong khi một số công ty trong ngành đã nhanh chóng phản ứng và tạm ngừng hoạt động với các tài khoản của Nga. Một số sàn giao dịch tiền điện tử vẫn chưa tuân thủ các yêu cầu của châu Âu. Trong số đó có sàn Binance, sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số lớn nhất thế giới, chưa đưa ra tuyên bố chính thức về các lệnh trừng phạt mới và vẫn tiếp tục hoạt động như bình thường. Tiền điện tử đã được coi là một công cụ cho phép người Nga hoạt động xuất khẩu và tránh được các lệnh trừng phạt tài chính. Ý tưởng hợp pháp hóa các khoản thanh toán tiền điện tử xuyên biên giới đã và đang thu hút được sự chú ý của Moscow. Các nhà chức trách ở đó đã làm việc để áp dụng các quy định. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.